Ờ không à, anh đang ngắm nhìn nè à. Anh nhìn lúa xóm đông bông lá ngọn trong sương, mà lòng như dâng lên một niềm vui không ta. Bỗng nghe bước chân của ai đi nhẹ nhẹ, anh quay lại sau lưng thì đó là em. Mới sáng sớm em đi đâu, một tay thì em thắt chiếc lồng chim, còn tay kia sắc giò rau dừa. Trời lên sao mái tranh nhỏ nhỏ đồng mơ sương. Con sao gọi ba tiếng chị Hồng ơi,
sao em không dạy tìm cho nó nói ba tiếng anh thanh hỏi. Thấy bà con lối xóm xa gần ai cũng đều mến em, nhớ một mình em cũng đủ lắm rồi, phải nữa còn nhớ ai. Má hỏi làm sao? Rồi em trả lời sao? Bằng lòng cũng làm cho người ta hết hồn à. Má, nhưng mà má của ai? Chứ sao? Bữa hôm ba má hai đứa có nói là cuối tháng chạp này cho hai đứa mình làm lễ cưới mà. Anh sẽ nhờ dì Tư Bình đại diện bên đàn trai. Nhưng anh rất sợ nhất là một chuyện. Má em á, ăn ở theo xưa, bắt anh phải mặc áo dài đen, đội khương ca kho. Trời ơi, vậy nó kẹt lắm em ơi. Con sao trong lòng cũng gọi chị Hồng ơi.